Chào tất cả các bạn. Thì trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về cái navigation bar, cái thanh điều hướng đó, cái thanh menu đó. Nó chính là cái thanh mà các bạn nhìn thấy trên màn hình này. Thì trong cái thanh menu, thanh điều hướng này chúng ta sẽ hay gặp ở đâu? Các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta sẽ hay gặp ở hai chỗ, một là cái thanh trên trên top, cũng như là thanh ngang của chúng ta, và cái thứ hai nó là thanh dọc, cũng như là chính là cái thanh bên này. Thì chúng ta làm cái thanh điều hướng như thế nào? Thì trong cái phần HTML lần trước chúng ta đã học rồi, đúng không? Chúng ta đã có cái sử dụng cái unordered list. Chúng ta sẽ, đa số chúng ta sẽ sử dụng cái unordered list hoặc là float, chúng ta cũng có thể làm được, đúng không? Thì hai cái đó thì chúng ta chỉ có một cái lưu ý, đó là khi mà đối với lại có list ấy, mà chúng ta muốn chuyển thành sang phần thanh điều hướng ngang này. Thanh điều hướng ngang này thì chúng ta cần phải đổi lại một chút thôi. Thì đây chúng ta sẽ xem là trong cái phần CSS này thì người ta sẽ hướng dẫn cho chúng ta những cách nào nữa. Thì cái navigation bar các bạn xem trên màn hình, đây là mấy cái navigation bar của chúng ta, mấy cái menu của chúng ta. Đây là menu theo chiều dọc và đây là menu theo chiều ngang, trông rất là đẹp mắt, đúng không? Thì cái navigation bar là cái gì, dùng để làm cái gì? Thì ở đây có nói là nếu mà có cái navigation này thì giúp cho chúng ta dễ dàng có thể chuyển đến những cái phần quan trọng của một website. Với CSS thì bạn có thể đổi những cái boring, những cái thanh menu nhàm chán, làm thế nào để trở thành một cái thanh menu trông nó đẹp mắt hơn. Navigation bar nó định nghĩa ở đây nó có một cái dấu bằng. Navigation bar nó là cái gì? Thì ở đây navigation bar nó bằng list of link, hay nói khác nó chính là một danh sách các liên kết đó. Thì navigation bar thì nó cần phải có một cái standard, tức là cái HTML chuẩn để làm là cái nền cơ sở. Ở trong cái ví dụ dưới đây chúng ta sẽ cùng xây dựng một cái navigation bar là cái danh sách trong HTML. Đối với danh sách trong HTML chúng ta sẽ sử dụng cái gì ạ? Sẽ sử dụng cái UL, nó chính là unordered list, và li nó chính là các cái list element, tức là các cái phần tử đó. Thì ở đây chúng ta đã nhìn thấy, ở đây chúng ta có một cái ul, nó là cái unordered list, và bên trong ul đó chúng ta có một cái li, hai li, ba li và bốn cái li tương ứng với lại home, news, contact và about. Chúng ta cùng xem qua đó. Đây là cái dạng bình thường, trông thế này rất là xấu, đúng không? Cái này chúng ta sẽ nhìn thấy đâu đó những cái trang web cổ điển cách đây mấy chục năm rồi. Bây giờ người ta sẽ làm những cái thanh navigation bar trông rất là đẹp. Nó sẽ bỏ những cái dấu gạch chân đi, nó sẽ đổi thành màu sắc, bỏ những cái chấm chấm này đi này, bỏ dấu gạch chân đi này, đổi cái màu xanh bình thường của cái link thành màu khác, hoặc là cho thêm các cái block, cho thêm các màu nền của nó nữa. Và khi chúng ta bấm vào từng cái phần này, nó sẽ ra sang các cái trang tương tự trang web. Ở đây nó là một cái, bên trên này nó là một cái trông nó theo ý kiến của người ta trông rất là xấu, đúng không ạ? Thì xấu hay đẹp thì nó cũng tùy vào con mắt của từng người thôi. Nhưng mà những cái trang web hiện đại bây giờ thông thường người ta sẽ làm cái navigation bar trông nó đẹp hơn rất là nhiều. Tuy nhiên vẫn có một số cái trang web người ta sử dụng cách cổ điển nhé. Người ta tập trung nhiều vào cái phần nội dung hơn, và người ta không muốn có những cái phần đồ họa làm nó rối mắt, rối mắt. Tiếp theo ở đây nó sẽ có một cái phần là tiếp theo chúng ta sẽ có điều chỉnh cái list bên trên nó như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ loại bỏ các cái dấu chấm. Đây chúng ta sẽ loại bỏ các cái mắc, đây gọi là các cái marker ở đây, loại bỏ các cái dấu chấm ở đây. Loại bỏ các dấu chấm kiểu nào? Đó chính là chúng ta sử dụng các list style type, chúng ta để là none. Và chúng ta có margin bằng 0, có padding bằng 0. Cái này cũng là cái chúng ta đã biết rồi, đúng không? Thì chúng ta xem lại. Đó, khi chúng ta loại bỏ được cái dấu chấm này, loại bỏ được cái dấu chấm và khoảng cách, thì trông nó sẽ như vậy. Trông nó sáng sủa hơn một chút, đúng không? Sau đó chúng ta tiếp tục cải tiến. Ở trên này chúng ta có cái gì ạ? Example explain ở trên này thì nó giải thích lại thôi. List style type bằng none thì ở đây nó sẽ xóa hết các cái bullet đi. Đối với lại cái navigation bar này thì nó không cần những cái marker.
Chúng ta set lề margin bằng 0 và chúng ta set padding bằng 0 để mà loại bỏ những cái cấu hình mặc định của trình duyệt. Thì cái đoạn code ở phía trên nó là một cái standard code, tức là cái đoạn code chuẩn sử dụng để cho cái việc chúng ta áp dụng đối với cả vertical, tức là cái menu theo chiều dọc và menu theo chiều ngang. Trong cái phần một phần này, Margin 3 là cái gì thì nó tương đối là ngắn gọn thôi. Tiếp theo nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu sâu một chút về cái Vertical Navigation Bar, Nav Bar đấy. Thì đây là cái menu dọc. Đây, menu dọc nó là menu menu này. Thông thường cái menu dọc nó hay để ở bên tay trái. Đâu đó một số cái thằng web nó sẽ cho sang bên tay phải, nhưng chúng ta sẽ thấy rất là ít thôi. Đồng thông thường cái gọi là conventional approach, conventional design thì mọi người đã quen nhìn thấy nó ở bên trái rồi, cho nên người ta để ở bên trái thôi. Đâu đó nếu trong tương lai mọi người không thích để ở trái nữa thì chúng ta để sang bên phải. Đấy là cách của mọi người thôi. Cũng giống như là các cái nút bấm của Windows chẳng hạn, có những bạn chúng ta cứ để mở Windows lên là cái nút Start, chúng ta hay tìm thấy ở cái bên dưới bên trái cùng. Có những người người ta thích để bên trên, có những người ta thích để bên phải. Thì đấy là do cái thói quen thôi. Tiếp theo nữa, để build cái Navigation Bar này thì ở đây nó theo chiều dọc. Theo chiều dọc thì nó cũng khá là cổ điển. Theo chiều dọc thì chúng ta sẽ bắt đầu làm để mà xây dựng cái Navigation Bar này, chúng ta vẫn sử dụng cái thuộc tính, chúng ta vẫn sử dụng cái kiểu list là UL. Như lúc này chúng ta sẽ cấu hình thêm một chút nữa. Từng bước một nó lúc trước đã chúng ta loại bỏ được cái marker rồi, chúng ta đã loại bỏ được cái margin rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu cấu hình tiếp cái màu nền của A, cái thẻ A ở đây. Giờ cái phần phía trên này chúng ta đã xem rồi đúng không ạ? Phần phía dưới này chúng ta sẽ bắt đầu cấu hình cho thẻ A, cho tất cả các thẻ A nằm trong LI. Tất cả thẻ A nằm trong LI. Thì ở đây đối với thẻ A chúng ta sẽ cấu hình theo kiểu dạng là block, mà độ dài của cái block đó, nội dung bên trong đó nó sẽ là 60 pixel, và chúng ta sẽ để cái màu nền nó là DDDD, nó chính là cái màu xanh xám này. Đây là bước 1. Và khi chạy như vậy nó sẽ ra cái hình cái navigation bar trông như vậy, Tiếp theo sang bước 2. Ở cái phần này là phần example explain thôi, nó giới nó giải thích lại các cái bước 1 thì khi các bạn đã theo dõi cái HTML và CSS cho đến bước này thì chúng ta cũng chưa có một cái thông tin gì là mới cả. Ở đây chúng ta cũng có một cái gì khác nữa. Cấu hình thì ở cái phần cấu hình bên dưới này nó chuyển cái weight từ cái A nó cho lên phía UL thôi. Các bạn có hai cách để các bạn cấu hình, nó cũng giống hệt nhau thôi. Cái A lúc nãy chúng ta để cái weight ở phía này, ở cái weight này chúng ta cấu hình cho cái thẻ A, và đây chúng ta di chuyển cái độ rộng của cái thẻ A này lên cho cái phần UL này, thì về mặt hình học thì nó cũng giống hệt như nhau thôi. Một cái chúng ta cấu hình cái độ rộng toàn cục, một cái chúng ta cấu hình độ rộng theo cục bộ. Nhưng nếu cái toàn cục với cái cục bộ giống hệt nhau ấy, thì chúng ta cấu hình cho cái toàn cục. Tiếp theo nữa, ở cái phần này chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ khác một chút, được chưa? Ở phần này chúng ta sẽ nhìn thấy nó khác một chút, đó là chúng ta khi di chuyển lên các cái thẻ A này, chúng ta sẽ thấy màu nó đổi, màu nó đổi thì các bạn biết đó là thẻ A, chúng ta có thể làm thế nào chúng ta có thể đổi màu được cái thẻ A khi di chuyển này. Thì ở cái phần trước chúng ta học về pseudo code rồi đúng không? Mã giả đúng không ạ? Chúng ta có thuộc tính là hover. Đây, li hover đây. Công việc của chúng ta chỉ là đổi màu. Chúng ta vừa đổi màu nền và chúng ta vừa đổi màu chữ, chỉ có vậy thôi. Đây là đổi màu, vừa nền của chúng ta sẽ màu khác này, mà chữ của chúng ta sẽ khác một chút. Giờ chữ nó từ chữ màu đen chúng ta đổi thành chữ màu trắng. UL ở đây nó có gì khác không? Ba cái thuộc tính list style type none này vẫn vậy, margin vẫn vậy, padding vẫn vậy, weight chúng ta để 200 pixel. Ở đây chúng ta có cái background, chúng ta để cái F1. Đối với thẻ LI, tức là từng cái thẻ thành phần một, chúng ta để display là dạng block, màu chúng ta để là màu đen bình thường. Padding ở đây các bạn nhìn thấy đây có hai con số. Chúng ta hai cái con số đầu tiên là dành cho cái gì ạ? Căn trên căn dưới.
16 là cắn trái cắn phải, text decoration là none, nó bỏ cái phần chúng ta gạch chân đi. Còn nếu chúng ta không có cái dòng này chữ sẽ bị gạch chân. Đối với cái thẻ LIA hover này, đó là khi chúng ta di chuyển chuột lên trên thì chúng ta thay đổi màu nền và chúng ta thay đổi màu màu chữ, chỉ có vậy thôi. Tiếp theo nữa, chúng ta thêm một cái active, add một cái active class. Active class có nghĩa là cái gì? Khi mà chúng ta bấm vào một cái link nào đó ở trên này, bây giờ thì cái active class nó sẽ được kích hoạt để cho người dùng biết rằng là mình đang bấm vào cái trang nào. Bây giờ ví dụ mình bấm vào contact này, ví dụ mình đang bấm vào about này, thì còn nếu như mình không set cái active class ấy thì người dùng sẽ không biết được rằng là mình đang bấm vào cái menu nào nhỉ. Thì cái active class sẽ giúp cho chúng ta biết được rằng là mình đang bấm vào cái nào. Thì làm thế nào chúng ta biết được cái active class? Thì các bạn nhìn đây, giờ chúng ta thêm vào thôi. Ở đây chúng ta có các thẻ, chúng ta thêm một cái lớp active nữa. Lớp ở đây nó chính là active. Lớp active thì các bạn nhìn đến phần dưới này, cái class của chúng ta nó sẽ có thêm cái gì ạ? Class bằng active. Class bằng active đây. Thì khi mà chúng ta bắt đầu là lập trình web ấy, thì chúng ta cũng sẽ phải thêm một số các cái JavaScript nữa. Chúng ta bấm vào cái nút nào thì lúc đó nó sẽ thay đổi cái class bằng active luôn. Còn thì đây chúng ta đang minh họa thôi, chưa động một chút gì đến cái JavaScript vào. Khi chúng ta tìm hiểu qua JavaScript thì chúng ta sẽ lập trình để cho nó bấm vào cái nút nào, bấm vào cái phần nào trên này thì nó sẽ tự động cái class này nó sẽ trở thành active đó. Và khi thêm cái class active ở đây thì chúng ta sẽ đổi màu nền thôi và đổi màu chữ thôi. Còn cái thẻ ở đây, li bằng a hover, chúng ta có not active. Khi mà không phải là active thì nó sẽ trở thành một cái màu thường, còn khi mà chữ đang là active thì nó sẽ là màu khác. Tiếp theo nó là center link và add border, chúng ta cho cái link nó vào giữa và chúng ta thêm cái border sang hai bên cạnh này. Thì cái việc chúng ta căn chỉnh chữ vào giữa chúng ta đã xem ở phần phía trên rồi, đúng không? Có rất nhiều cách để chúng ta căn chỉnh chữ vào giữa. Thì một trong những cách chúng ta căn chỉnh chữ vào giữa đó, theo chiều ngang đó, chúng ta hay dùng nhất đó là chúng ta dùng cái text align. Như là text align chúng ta để là center thôi, đối với thẻ Y hoặc là thẻ A. Như ở đây người ta dùng cái gì ạ? Người ta dùng text align đối với lại cái thẻ Y này, thì toàn bộ những cái nội dung bên trong của thẻ Y này nó sẽ tự động nó sẽ tự động nó căn chỉnh vào giữa. Chúng ta cũng có thể cho vào cái thẻ A được, cho vào thẻ A được. Đây là hoặc. Chúng ta add border, border chúng ta add đường biên thôi. Đối với các thẻ nó đều có đường biên cả, thì chúng ta bật cái đường biên lên. Border sẽ bằng cái gì? Ở đây chúng ta có border, border chúng ta áp dụng cho cái thẻ UL cũng như toàn bộ cái OL này. Chúng ta áp cái border vào. Chúng ta để một pixel có nghĩa là bốn hướng pixel trên dưới trái phải. Solid là đường liền và 5:5 nó là mã màu. LI chúng ta có text align là bằng center, cho chữ nó vào giữa. Chúng ta có border bottom 1px solid và 555. Thì các bạn để ý ở đây tại sao ở đây chúng ta có cái border bottom ở đây nữa. Ở đây có cái border bottom ở đây. Hai cái này nó khác nhau nào. LI ở đây chúng ta nếu như chúng ta vào xem phần code đi, giải thích cho các bạn sẽ dễ hơn. Khi mà chúng ta dùng order UL ấy, mà chúng ta để border này thì nó chỉ theo cái xung quanh bốn cái cột này thôi. Giờ chúng ta không có đường kẻ ngang xung quanh này, chúng ta bỏ cái này đi, chúng ta sẽ biết này. Giờ bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, bỏ cái này đi. Đấy các bạn sẽ nhìn thấy ở đây, đối với mỗi UL thôi mà chúng ta đối với mỗi thẻ UL mà chúng ta để border thôi mà chúng ta không xét bên trong ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy nó chỉ có áp dụng cho bốn hướng xung quanh của UL thôi. Bây giờ chúng ta cũng phải tạo cái đường biên cho từng các cái LI này nữa, thì chúng ta cũng cần phải tạo cái border cho cái phần Y này. Refresh lại nữa nó sẽ làm lại. Chúng ta có cái border đây, border đây. Đối với cái thẻ Y bình thường ấy, các cái thẻ Y này tại sao chúng ta là để border bottom mà chúng ta không để border xung quanh? Tại vì nó sẽ bị thừa và bị đè lên, đúng không? Chúng ta một cái thẻ này chúng ta bên top chúng ta đã có rồi, bên hiên hai cái size chúng ta đều đã có biên hết rồi. Tất cả những gì chúng ta cần nó là cái border đối với thẻ Y đầu tiên chẳng hạn. Chúng ta chỉ cần cái biên cho phần dưới thôi.
cái phần thứ hai chẳng hạn, chúng ta cũng chỉ cần cho phần dưới thôi, tại vì phía trên này nó kế thừa phần trước rồi, đúng chưa? Còn riêng đối với cái phần cuối cùng này, last border này, đúng chưa, thì chúng ta không phải cấu hình, tại vì cái context nó đã có border bottom rồi. Cái dưới cùng này thì nó đã có cái border của ông UL rồi, nó đã có hai cái biên của ông UL rồi, và nó cũng đã có một cái top của ông context, bottom của ông context rồi. Cho nên cái phần border của ông last try này này thì nó để là none, đúng chưa? Nó để là none. Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta bỏ cái này đi? Đúng chưa? Các bạn có nhìn thấy ở đây nó có hai cái border chồng lên nhau đúng không ạ? Vừa cái border của ông UL, vừa cái border của người bao nữa, thì hai cái border này chồng lên nhau trông rất là xấu. Tương tự như vậy, nếu như các bạn mà set cái border xung quanh này, mấy cái border bottom này, các bạn cứ để border không ấy, bỏ chữ bottom này đi này, nó sẽ set bốn hướng ấy, đúng không ạ? Set bốn hướng thì các bạn sẽ nhìn thấy rất là xấu đúng không? Rất là xấu, nó thừa. Đó chính là lý do tại sao các IL chúng ta chỉ có đặt mấy cái đường biên cần thiết thôi, nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy là về vertical. Tiếp theo nữa, chúng ta có full height fixed vertical navbar, tức là chúng ta có hai là chiều cao, chúng ta để cho chiều cao hết, và fixed là cố định. Nhờ ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy bên này, try to scroll this area, tức là chúng ta thử kéo qua nội dung của cái phần này đi, chúng ta sẽ thấy là cái navbar nó stick to the page, tức là cái navbar nó vẫn giữ nguyên chứ nó không bị kéo theo đây. Nhờ kéo nội dung bên này nhưng cái navbar nó sẽ không bị ảnh hưởng. Thì cái này cũng đã xem ở những cái phần trước rồi đúng không ạ? Những cái phần trước rồi. Để mà một chỗ, để chúng ta có 5 cái kiểu định hình, chúng ta có 5 cái kiểu xác định vị trí của một cái div hay của một cái thẻ đúng không ạ? Chúng ta có bình thường nó là static này, chúng ta có absolute này, chúng ta có fix này, chúng ta có sticky này, vân vân. Chúng ta có 5 kiểu thì mà để nó áp dụng một vị trí đấy, chúng ta dùng cái gì ạ? Chúng ta dùng fix. Fix ở đây chúng ta fix, các bạn nhớ ở đây là fix so với cái gì? Position ở đây nó là fix. Fix ở đây thì nó sẽ fix so với lại cái viewport của chúng ta. Chúng ta muốn fix nó theo cái chiều nào thì các bạn nhớ là cần phải set các cái phần của nó. Ở đây là một cái trang web này. Giờ chúng ta fix hoàn toàn ở bên này. Đâu position của chúng ta? Chúng ta để là position nó là fix. Fix ở đây chúng ta có sang bên cạnh là cái padding margin của chúng ta là bao nhiêu. Độ rộng overflow để là auto này. Đấy là thẻ UL. Ở đây có một cái thẻ, ở đây có cái gì ạ? UL của chúng ta đang có mấy cái menu đây. Đây là class bằng active này, href không có gì thay đổi. Còn ở đây chúng ta có một cái thẻ div. Div ở đây, ở bên này cái độ rộng của UL chúng ta sẽ xem. Độ rộng của UL width nó là 25%, chiếm tỷ lệ 25% trên màn hình. Và position của nó là fix. Bây giờ ép sang bên trái luôn. Và chúng ta sẽ không thay đổi. Overflow bằng auto có nghĩa là nếu như nội dung mà bị tràn ra khỏi cái thẻ div này thì nó sẽ thêm cái thanh cuộn ở đây nữa. Đúng không? Đấy là thẻ UL. Rồi đấy là nói về cái thanh menu theo chiều ngang, theo chiều dọc. Ở thanh menu theo chiều ngang thì chúng ta cũng tương tự thôi. Nó sẽ có một số cái điểm khác nữa. Ở các bạn nhìn trên màn hình thì sẽ thấy là thanh menu này chúng ta có nút home, nút new, nút contact. Ba cái nút này ở phía bên tay trái và cái đọc cái about nó trôi sang bên tay phải. Khi ở đây chúng ta có thể hình dung lại các cái màu sắc như sau. Như là cái nút home này nó là thuộc cái thẻ active, là để cho người dùng biết rằng là ta đang ở nút home đấy. Còn những cái phần còn lại thì cái màu nền chúng ta để là màu đen, chữ chúng ta để nó là màu trắng. Cái thuộc tính A chúng ta hover lên ấy,
hover lên nó sẽ thay đổi màu nền một chút thôi nha, thay đổi, chúng ta thấy màu nền thay đổi một chút và cái about này nó nổi sang bên phía tay phải. Ở đây chúng ta sẽ có hai cách, chúng ta sẽ có hai cách để tạo ra một cái navigation bar, horizontal navigation bar đấy, nav bar. Đó là chúng ta sử dụng inline hoặc là floating. Như phần trước chúng ta nói rồi, đây chúng ta nhắc lại thôi, inline hoặc floating đều được. Ví dụ đầu tiên chúng ta sử dụng cái inline trước đi, một cái cách standard HTML là chúng ta vẫn sử dụng cái thẻ li, ul và li đúng nhỉ? Nhưng lúc này chúng ta display nó là inline. Đối với lại cái thẻ, đối với lại cái menu dọc ấy, mà các bạn không để menu nó không để là inline thì nó sẽ ul ấy, li chúng ta vừa xem vào trước đúng không ạ? Thì nó sẽ định là nó sẽ hiển thị theo cái chiều dọc. Còn bây giờ khi chúng ta chuyển từ display từ cái block mà chúng ta chuyển thành inline thì nó sẽ tự động nó hiển thị theo chiều ngang, chỉ có vậy thôi. Được. Ở đây chúng ta sẽ hiển thị theo chiều ngang này. Bình thường cái phần trước chúng ta display chúng ta đều là dạng block đúng không? Thì nó sẽ hiển thị theo chiều dọc như này. Bây giờ chúng ta đổi từ cái block chúng ta chuyển thành inline thì nó sẽ trở thành cái menu ngang thôi. Cái này chúng ta nhắc đi nhắc lại mấy lần rồi đấy. Ở đây chúng ta sẽ giới thiệu, chúng ta sẽ giải thích cái display bằng inline thì bằng mầm mặc định ấy, thì cái li nó sẽ là các cái phần tử li nó sẽ thuộc dạng là block element, dạng khối nó sẽ chiếm như nó sẽ chiếm hết độ rộng nó có này, và nó sẽ bắt đầu bởi một cái dòng mới, đó là cái đặc tính của block. Còn inline thì là nó chỉ chiếm những cái diện tích nó cần thôi. Ở đây chúng ta remove line break, nghĩa là chúng ta xóa cái dòng xuống dòng đi, before và after một cái line, một cái list item và display them onto one line. Xóa những cái gạch đầu dòng phía trên và phía dưới và hiển thị trong một cái dòng duy nhất. Đó là cái display bằng inline là như vậy. Cái thứ hai nữa chúng ta đấy là cách về inline. Cách thứ hai nữa chúng ta có thể sử dụng là dạng float, floating đó. Cái cách khác để tạo một cái menu ngang đó là chúng ta sử dụng cái thuộc tính float của element li, thì nó sẽ xác định cái cách hiển thị đối với navigation link, đối với các cái liên kết điều hướng, link liên kết navigation là điều hướng. Thì ở đây chúng ta có cái gì ạ, float ở đây chúng ta để left thôi, thế là được. Như là float left thế là xong, không thì chúng ta để là block display bằng inline hoặc là float bằng left, thì cả hai cái đều như nhau. Yeah, thì đây cũng là một cái ví dụ, chúng ta để là float bằng led hoặc là display bằng inline. Chúng ta có hai cách. Ở phần này giải thích lại một chút float bằng led tại sao nó work, tại sao nó lại hoạt động. Đối với lại cái thuộc tính float chúng ta để vào led thì nó sẽ gì ạ? Sử dụng float để giúp cho các cái block element, các cái khối nó nổi cạnh nhau, nó các khối nó nổi cạnh nhau, giúp cho các khối nó nổi cạnh nhau. Li nó là một khối, các cái li, các cái menu của chúng ta nó được coi là một khối, và khi chúng ta để float bằng left thì nó sẽ giúp cho các khối nó sẽ nổi cạnh nhau. Display block là cái gì? Display, khi mà chúng ta sử dụng cái thuộc tính display block của cái thẻ A này thì sẽ cho phép chúng ta xác định padding, tức là khoảng cách độ cao, khoảng cách cái gì ạ? Padding thì nó là khoảng cách từ phần chữ đến phần biên đó, bao gồm có chiều cao, chiều rộng, biên lề vân vân, nếu như các bạn muốn. Đây là padding, chúng ta để là 8 pixel, có nghĩa là khoảng cách giữa các cái thẻ A nó là 8 pixel để tránh cho nó dính dít vào nhau. Và đây là màu nền đó, gray background, tức là màu xám cho tất cả các thẻ A. Ở đây có một cái tip là chúng ta cũng có thể set cái background, tức là cái màu nền đối với cái thẻ UL thay vì cho từng thẻ A1, nếu như bạn muốn nó có một cái full width background, tức là một cái màu nền nó chiếm hết toàn bộ diện tích nó có đó. Ở đây nó là một cái ví dụ, ví dụ đây là có cái màu nền nó toàn bộ ở đây luôn. Còn nếu như chúng ta set cho thẻ A thôi thì nó sẽ đâu đó nó chỉ đến đến đây nó là hết, đến đây đổ ngược trở lại nó là hết. Đây chúng ta để đây, chúng ta cắt cái dòng này đi, chúng ta paste xuống cái thẻ A thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ. Paste thẻ A chúng ta sẽ nhìn thấy rõ.
Đó, chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy cái màu nền nó đến đúng với những cái thẻ A thôi. Còn đây khi mà chúng ta muốn xét cái màu nền cho toàn bộ cái khối, chẳng hạn là chúng ta cho vào cái thẻ thẻ UL. Được chưa? Thẻ UL. Tiếp theo chúng ta sẽ tiếp theo nữa chúng ta sẽ làm cho nó chuyên nghiệp hơn một chút nữa, đó là chúng ta xét cái màu cái trông cái nav bar này trông rất là đẹp đúng không ạ? Chúng ta sẽ xét màu nền cho cái UL. Thì bây giờ các bạn nhìn lên trên này rõ ràng cái UL nó chiếm hết diện tích. Và lúc này chúng ta xét màu nền chúng ta xét vào trong cái thẻ UL đúng không ạ? Còn nếu chúng ta xét vào thẻ A thì cái màu này nó sẽ không choán hết màn hình. Ở đây chúng ta sẽ xét background bằng 333. Được chưa? Overflow bằng hidden thì các bạn biết rồi, overflow khi mà chữ nó bị choán ra hết cái thẻ UL chẳng hạn thì nó sẽ bị ẩn đi, nó sẽ bị ẩn đi. Padding cái ba cái dòng này, ba cái dòng trên cùng này sẽ sử dụng là chúng ta làm biến mất các cái marker thôi, các chỉ dấu rồi, padding, margin padding chúng ta đặt đường biên và đặt lè bằng không. Li float left để li đây chúng ta để float left để đảm bảo rằng là các cái menu item này, các cái home new contact này nó ở trong một dòng. À đây chúng ta display thuộc dạng khối này ạ. Màu chúng ta để dạng trắng. Chữ chúng ta căn vào giữa. Padding ở đây 14 16, 14 là trên dưới. 16 trái phải. 14 là trên dưới, 16 trái phải. Và text decoration bằng none. Bằng none thì cái này nó loại bỏ cái dấu gạch chân rồi. Còn cái thuộc tính là A 2 chấm hover là khi chúng ta di chuyển chuột qua một cái menu thì chúng ta sẽ định dạng như nào. Rõ ràng đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu này nó sẽ khác đi một chút, đậm hơn một chút, được chưa? Để cái mã màu nó là 111. Được chưa? Đây. Đó chỉ có vậy thôi. Xây dựng cái menu rất là đơn giản. Tiếp theo nữa là active và current navigation link thì cái chính là cái nói lại cái phần thẻ home này thôi. Làm nào biết được rằng là người dùng đang bấm một cái thẻ nào thì tất cả những gì chúng ta cần dùng cần làm là tạo ra một cái lớp riêng là lớp active và chúng ta đặt cái màu nền cho cái lớp active đó. Và đối với từng cái thẻ riêng biệt thì chúng ta sẽ cho set cái thẻ nào đối với cái lớp active này. Ví dụ đây chúng ta đang muốn home nó là active chẳng hạn. Chúng ta để class bằng active ở đây. Bây giờ chúng ta không muốn cái thẻ home thì sao? Chúng ta muốn cái thẻ số about nó cũng là active chẳng hạn, chúng ta cắt bên này chúng ta paste xuống dưới thôi. Thì nó là active, nó sẽ cho active vào cái about này. Còn khi mà chúng ta là xây dựng một trang web thật thì làm thế nào để chúng ta bấm một cái nút contact nó sẽ tự động active hoặc là bấm vào nút home nó sẽ tự động active thì chúng ta sẽ phải dùng một chút đến JavaScript nữa. JavaScript sẽ được đề cập ở phần sau. Tiếp theo nữa là chúng ta có một cái right align link, tức là chúng ta ở đây chúng ta nhìn thấy phía trên cái menu đúng không? Tất tần tật nó đều ở phía bên trái hết. Bây giờ làm thế nào để cho cái riêng cái nút about này nó nhảy sang bên tay phải, chúng ta làm thế nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có UL, các bạn nhìn ở trên này tất cả những UL nó giống nhau hết không? Giống nhau hết. Riêng cái bên tay dưới cùng, riêng cái thẻ LI cuối cùng, chúng ta chọn nó float là right. Giờ bình thường nó là mặc định nó là float là left, đúng không? Mặc định các thẻ LI khi bạn cấu hình bên trên này này, đúng chưa? LI bên này chúng ta để float là left đúng không? Thì nó sẽ áp dụng cho tất cả những cái thẻ LI này và riêng cái thẻ LI cuối cùng này chúng ta để float bằng right và chúng ta thẻ active. Thì thực kế thì cái thứ tự của các cái thứ tự của cái CSS này thì các bạn biết rồi, thì đầu tiên cái độ ưu tiên cao nhất nó là inline. Inline tức là chúng ta cấu hình thẳng vào đây thì nó sẽ được ưu tiên cao nhất. Nếu chúng ta không có inline thì nó sẽ bắt đầu nó tìm vào các cái thẻ bên ngoài, tức là những cái thẻ cấu hình bên này. Nếu cái này nó không có nó sẽ sử dụng mặc định, nhưng mà nó sẽ sử dụng cái định dạng mặc định của hệ thống của trình duyệt. Rồi để cho một cái chữ about nó chọi sang bên phía bên tay phải thì chúng ta cấu hình thẳng vào trong cái thẻ LI là nó sẽ tự động nó chọi sang phải. Tiếp theo nữa chúng ta có cái border divider thì các bạn nhìn đây nó có một cái đường biên này đúng không ạ, nó chia ở đây giữa các cái menu của chúng ta. Thì chia ở đây nó cũng rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Chúng ta có cái border gì?
chúng ta đặt border như thế nào. Thì ở đây chúng ta đối với cái thẻ đầu tiên, các bạn để ý là đây có một cái border bên tay phải, bên này chúng ta có một cái border bên tay phải, bên này chúng ta để một border bên tay phải. Giờ thông thường border chúng ta sẽ chỉ cấu hình cho từng cái phần tử thôi, chúng ta không cấu hình hết, tại vì nếu như cấu hình full border cho các cái element ấy, cho các phần tử ấy, nó sẽ bị đè lên nhau, giống như ở phần trước chúng ta cùng xem, đúng không? Thì ở đây chúng ta chỉ có cái border right thôi. Đầu tiên nó chúng ta cho tất cả các phần tử li, chúng ta chỉ set border bên tay phải, chỉ set border bên tay phải, chỉ set border bên tay phải. Xong đến cái phần tử cuối cùng thì sao? Last try border right chúng ta bằng none. Cái phần tử cuối cùng chúng ta không set vào nữa, nó chính là cái này, không đặt cái biên border bên này nữa, không đặt cái đường viền nữa. Thì khi, nếu như các bạn nếu như các bạn không để border bằng right, giờ chúng ta vẫn xem lại một chút nhé. Chúng ta chỉ có để border không ấy, nó sẽ rất là xấu, được chưa? Nó sẽ đè lên nhau rất là xấu. Các bạn xem ở đây, border này. Việc đó là việc chúng ta chỉ sử dụng một đường biên thôi, còn nếu như chúng ta để tất cả các đường biên, đấy, các bạn nhìn đây, nó sẽ rất là xấu đúng không, đè chồng lên nhau. Ông li nào ông cũng có đều có bốn cái border cả đúng không, vừa border top bottom left right có đủ, bên này cũng border top bottom left right rất là đủ, dẫn đến đây chúng ta sẽ có thấy hai cái border giữa hai cái nút home này. Đây có một cái border bên tay trái, các bạn có nhìn thấy không, rất là bé, bên này chúng ta có thêm một cái border nữa. Bây giờ chúng ta chỉ có sử dụng một cái border thôi, thì các bạn sử dụng cái border border right, ngành ngang border right đây, thì nó sẽ dùng một cái viền thôi. Tiếp theo nữa chúng ta có fix navigation bar, thì các bạn nhìn đây, bên lúc trước cái phần bên tay trái thì chúng ta có fix trái rồi, bây giờ chúng ta fix bên top. Ở đây chúng ta có hai ví dụ, một là chúng ta fix top, hai là chúng ta fix bottom, đấy nhỉ. Đây cái menu chúng ta để xuống dưới cùng là fix bottom, còn đây menu chúng ta fix top, thì chúng ta fix top là như thế nào. Thì ở đây position của chúng ta là để cái gì ạ, là fix thôi. Và các bạn nhớ là fix thì fix ở đâu, chúng ta fix top bằng không. Còn bên này cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng dạng fix, thì nó hỏi là, nói tóm lại là khi fix thì ông fix so với cái gì. Như là chúng ta lấy cái tham chiếu đó là bottom, chúng ta để không không cách nhau đối với lại cái dưới cùng của trang web ạ. Như bottom chúng ta để bằng không, position bằng fix thì nó sẽ tự động nó neo đến cuối này, đến cuối cùng này. Độ rộng chúng ta UL chúng ta set là 100%, bên này chúng ta set là 100%. Ở đây chúng ta cũng có một cái lưu ý, đó là cái fix position, tức là khi mà chúng ta dùng cái fix này thì nó có thể không work, tức là không không hoặc không 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 có tác dụng đối với lại các cái thiết bị nhỏ, thiết bị mobile như điện thoại hoặc iPad, nó có thể là không, có thể thôi, nhưng mà có thể nó sẽ không không làm việc đối với các cái thiết bị di động. Ở đây chúng ta cũng có một cái gray horizon horizontal bar, giờ bên trên thì nó cũng giống hệt bên trên thôi, bên trên thì chúng ta chỉ có đổi màu thôi đúng không, bên trên chúng ta có màu đen rồi, bên dưới chúng ta để cho màu xám, mỗi vậy thôi. Background color, tất cả thì chúng ta cần phải làm là đổi cái màu background color thế là xong, không có cái gì cả. Còn cái sticky navigation bar, đó là cái sticky để các bạn nhìn trên màn hình, đây nó là cái menu, được chưa, chúng ta kéo lên kéo xuống, nó cũng sẽ giống, khá giống với lại cái nó khá giống nó rất là giống với lại cái trang web của chúng ta đang dùng này, trang web hướng dẫn này, đây cũng chính là cái sticky navigation bar này, được chưa, cái trang web navigation này này. Chúng ta kéo lên, chúng ta kéo xuống đọc thì cái menu này nó vẫn hiển thị ở đây, chứ nó không biến mất. Và trong khi chúng ta kéo lên trên đục trên cùng thì cái menu bên trên này nó cũng sẽ hiển thị một chút nữa. Thì cái cách hiển thị menu của cái WR School này cũng giống y chang như những cái phần nó đang hướng dẫn ở đây. Y chang như những cái phần hướng dẫn ở đây, nó chính là cái sticky navigation bar, được chưa? Chúng ta có cái này, kéo cái này xuống, giờ kéo cái này lên, nó sẽ tự động nó vào cái vị trí của nó. Thì người ta làm nào? Ở cái sticky ở đây chúng ta sẽ có thay vì bên trên chúng ta là position, chúng ta để fix, đúng chưa? Thì dưới này chúng ta position chúng ta để là sticky thôi. Thì thêm cái position nó là sticky cho UL, cho cái thẻ UL mà nhớ, để tạo ra một cái sticky navigation bar. Cái sticky navigation element này nó sẽ
Tangle tức là nó sẽ hiển thị một cách tương đối và tuyệt đối, đúng chưa? Nó sẽ nhảy nhảy qua nhảy lại đấy giữa tương đối, relative nó là tương đối và fix nó là vị trí cố định. Nó tùy thuộc vào cái chúng ta cuộn, thanh cuộn của chúng ta cuộn như thế nào. Ví dụ như ở đây nó là vị trí gì ạ? Vị trí tương đối. Yeah, còn đây nó là chúng ta fix chỗ này, nó là vị trí tuyệt đối. Nó sẽ ở vị trí tương đối cho đến khi một cái vị trí đạt một cái ngưỡng nào đó, lúc đó nó sẽ stick vào. Yeah, khi mà chúng ta cuộn đến một cái upset nhất định nào đó thì cái menu này nó sẽ stick vào đó. Yeah, đây bắt đầu các bạn sẽ nhìn thấy nó stick vào đây, dính vào đó. Stick stick là dính, sticky rice cũng là cơm sôi đấy, nhờ cơm nếp đấy, rất là dính và dẻo. Line position fix thì tất cả những gì chúng ta theo hướng dẫn thì nó là chúng ta có một position là sticky thôi thay vì chữ là fix. Dưới này nó chính là cái hướng dẫn này kìa, cái đoạn code. Đoạn code không sai, không có cái gì cả. Đây là set không sai kìa, cho toàn bộ cái nội dung thôi. Ở đây chúng ta chỉ có những cái gì nó mới. Background active, cái này chúng ta đã xem phần trước rồi. Hover chúng ta xem phần trước rồi. LEA display bằng block chúng ta biết rồi. Color bằng white, không có gì cả. Text align center vẫn thế. Padding vẫn thế, text correction vẫn vậy. Đúng nhá, LE float bằng left hoặc là có thể display bằng inline. Đúng chưa? Ở đây chúng ta chỉ có một cái UL thôi. UL list style bằng list style type none, không có gì cả. Margin không, padding không, vẫn y như cũ. Overflow chúng ta để hidden cũng vẫn vậy. Ở đây chúng ta chỉ có background color thì để màu nền là đen 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 ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có position này, web kit sticky và position sticky. Chúng ta có một cái thuộc tính chúng ta phải khai báo hai lần liền. Cái dòng phía trên là web kit sticky thì cái này nó yêu cầu đối với trình duyệt Safari này. Khi chúng ta mở cái Safari lên thì phải có cái dòng này nó mới chạy. Còn ở đây chúng ta position chúng ta sticky thì đây là cái phần sticky vào đâu đó, sticky vào top, chúng ta cách cái trên cùng nó là không, nhỉ? Không. Bạn nhìn thấy đây. Khi mà cái menu này chúng ta vẫn còn nhìn thấy thì nó đang ở vị trí mà nó nên ở, đúng chưa? Vị trí mà nó nên ở có nghĩa là như thế nào? Ở đây chúng ta có chữ scroll down, sau đó chúng ta có một chữ scroll down bên dưới nữa. Chúng ta có một cái heading ở đây, div header đấy, đúng không? Chúng ta có một vị trí ở đây, sau đó chúng ta mới đến cái phần menu. Mới đến cái phần menu thì tức là cái menu này nó vẫn còn hiển thị ở trước mắt của chúng ta. Khi mà chúng ta kéo lên trên, bắt đầu nếu như cái menu này nó sẽ bị truyền ra ngoài, chúng ta không nhìn thấy nữa thì nó sẽ lúc đấy cái thuộc tính sticky này mới hoạt động. Nhờ, lúc này nó stick vào đâu? Stick vào top. Nhờ. Thì cái này rất là hay. Rất là hay. Và cái chúng ta cần cấu hình, nó chỉ làm thế nào để cấu hình được cái sticky thì chúng ta chỉ có thêm cái position chúng ta đổi từ cái gì ạ? Từ fix chúng ta đổi sang sticky thôi. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta có một cái lưu ý, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái trình duyệt Internet Explorer của Microsoft ấy, do not support cái trình duyệt này thì nó sẽ không hỗ trợ cái việc chúng ta dùng cái sticky position. Đối với trình duyệt Safari thì yêu cầu chúng ta cần phải thêm cái gạch ngang WebKit tiền tố giống như ở phần trên. Được chưa? Để mà cái sticky nó chạy thì bạn cần phải cung cấp ít nhất một trong các cái tham số sau: top, right, bottom hoặc là left, để cho nó biết nó sticky vào đâu. Được chưa? Nếu chúng ta để right, nếu chúng ta để vào right ở đây, đổi cái thành top này đi, chúng ta đổi thành thành cái gì ạ? Top rồi chúng ta để sang dạng right thì xem nó sẽ work như thế nào. Được chưa? Nó cũng sẽ đâu đó, nó cũng sẽ không không work theo chiều dọc, đúng không? Right có nghĩa là khi chúng ta có một cái scroll bar này, chúng ta kéo sang bên phải thì nó sẽ luôn luôn nó stick vào bên tay phải. Còn đây chúng ta đổi thành bottom đi, các bạn sẽ thấy nó khác, nó khác. Đúng không?
chúng ta đang kéo này đúng không, chúng ta kéo lên trên này thì sao? Yeah. Thì là nó sẽ đâu đó, nó sẽ không không thuộc bottom này. Yeah, bottom. Thì đây chúng ta muốn sticky nó work vào cái bottom này, chúng ta copy cái này từ trên này, cắt xuống phía dưới này. Chúng ta để đâu đó một đoạn text này đi. Yeah. Sau đó chúng ta sẽ có một cái menu nó ở đây. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây đúng chưa? Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà chúng ta để cái menu phần cuối, chúng ta kéo lên bên trên này này, thì nó sẽ tự động nó stick vào cái phần dưới cùng. Được chưa? Còn khi mà top thì nó sẽ tự động nó vào đâu ạ? Chúng ta để vào giữa đi, sẽ nhìn thấy sự khác nhau giữa bottom và top. Vào giữa đây, đây nhá. Đây nó sẽ là bottom. Nó sẽ stick vào bottom. Còn bên trên. Yeah, chúng ta kéo lên trên thì nó sẽ stick vào bottom, còn khi kéo nó mà lên trên hết thì nó sẽ không stick vào top. Yeah, đó là cái sự khác nhau. Kéo lên trên này. Yeah, mất bottom có nghĩa là chúng ta cái thông tin này mà nó ở cuối, yeah, chúng ta sẽ bị mất ra khỏi. Thì nó sẽ đính vào cuối. Còn ngược lại bên trên, chúng ta kéo xuống dưới thì nó sẽ stick vào top. Còn bottom là chúng ta kéo lên trên nó sẽ stick vào bottom. Thì cái này nó có hai cái menu với cách hiển thị như vậy thì các bạn có thể hình dung lại là chúng ta sẽ có sử dụng bottom và top ở đâu ạ? Các bạn nhìn lên trên này, chúng ta sẽ, đây là cái menu chúng ta hay để đầu trang, thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta stick vào top. À, đâu đó khi mà các bạn xây dựng một cái menu dưới này đúng không? Chúng ta có một loạt các menu dưới này hay sao? Nhưng mà nó menu nó ở cuối mà khi chúng ta kéo lên trên này này, chúng ta vẫn muốn nhìn thấy cái menu ở bên dưới cùng. Menu chân trang ấy, chúng ta sẽ để là bottom. Chúng ta sẽ để là bottom. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang cái drop down. Drop down nó là cái gì? Ở đây nó là một cái ví dụ, chúng ta sẽ hover, tức là chúng ta di chuyển chuột qua mấy cái bên dưới này một chút, chúng ta sẽ xem thấy là chúng ta thấy một số các cái link đây nó sẽ sổ xuống đúng chưa? Drop down text này đó, nó sẽ sổ xuống. Drop down trên bot menu nó sẽ sổ xuống các cái link đây, và bottom lên trên trên này thì nó cũng sẽ sổ xuống bên này. Thì đó là đây là một trong những cái tính năng chúng ta sẽ nhìn thấy rất là nhiều, những cái menu sổ xuống kiểu này. Yeah, ví dụ như trên này chúng ta có không? À, không thể ở trên này đi. Yeah. Đó là một trong cái menu menu menu. Yeah. Thay vì phải bấm chúng ta phải hover chúng ta bấm thôi. Thì basic để làm nào để đầu tiên để làm nào để có thể xây dựng được cái drop down kiểu này, tức là chúng ta hover trên một cái gì đó, chúng ta di chuyển chuột qua một cái div, một cái thẻ nào đó, thì một cái menu nó sẽ pop up lên, nó sẽ hiển thị lên, hay nói khác là một cái nội dung khác nó hiển thị lên. Nội dung khác nó có thể là menu này, nó có thể là ảnh này, thấy chưa? Thì chúng ta làm nào, ở trong này chúng ta sẽ có một đoạn code ở phần dưới. Ở đây chúng ta có một cái class là drop down này, nó chính là phần phía trên này này. Bên dưới này chúng ta có một cái đoạn chữ là span là mouse over me này, đúng chưa? Mouse over me này. Và bên dưới nữa chúng ta có một cái div nữa, đúng chưa? Hello world. Thì cách chúng ta tư duy, cách cách mà chúng ta tư duy nó như thế nào? Đây là mouse over me này. Di chuyển chuột lên thì nó hiển thị. Đúng chưa? Di chuyển chuột ra ngoài thì nó tắt. Thì ở đây các bạn nhớ là khi mouse over chúng ta ở cái phần trước chúng ta đã xem đó là có cái thuộc tính là hover đúng không? Chúng ta để là hover trên trên thẻ A. Còn đây chúng ta để hover trên cái gì ạ? Trên cái drop down, trên một cái list, trên một cái class. Thấy chưa? Tất cả những cái chỗ nào là class thì là chúng ta có cái thuộc tính hover. Hover trên đó. Còn đây chúng ta sẽ là drop down content. Sau cái thuộc tính này chúng ta sẽ có một cái lớp khác nữa chúng ta kết hợp lại là display bằng block, chúng ta hiển thị nó lên. Còn bình thường nó sẽ là display bằng hidden đó, display bằng không đó, chúng ta không hiển thị. Đúng như là khi mà chúng ta mouse over lên, hiển thị cái nút này, hiển thị cái block này lên. Khi chúng ta
bỏ cái này ra thì chúng ta không hiển thị nữa. Thì đó chính là cái chìa khóa của cách thức, cái ý tưởng, đó chính là cái ý tưởng mà chúng ta sẽ sử dụng cái mouse over này. Thì đây chúng ta tìm thôi. Chúng ta chủ yếu thuộc tính là cái thuộc tính mã giả hover này này, đó là cái chìa khóa quan trọng nhất. Đó là khi chúng ta mouse over lên thì nó hiển thị lên, nó display bằng block. Còn khi chúng ta thoát khỏi cái này, chúng ta để hover dạng none, display là none. Toàn bộ những cái drop down content, tức là những cái này, nội dung của cái thẻ div này bình thường nó sẽ không hiển thị, display bằng none. Chỉ khi nào chúng ta mouse over hover lên một cái chữ nào đó thì nó mới hiển thị cái này lên. Đúng chưa? Nó có thể là mouse over V này, bạn cũng có thể là mouse over cái gì nữa, mouse over drop down, hover drop down đi, cái này đi, H2 đi. Giả sử các bạn muốn hover và H2 thì các bạn làm nào? Hover và H2 hover và H2 thì ở đây các bạn sẽ mà hover và H2 thì chúng ta thay vào đây thôi. Nhớ chưa? Drop down, ở đây là drop down này. Nhớ, chúng ta sẽ hover vào H2. Đúng chưa? Chúng ta hover vào H2, chúng ta không hover vào đây nữa, chúng ta hover vào H2. Thì khi vào hover vào H2 này này, nó sẽ kích hoạt cái gì ạ? Nó sẽ kích hoạt chúng ta muốn H2 hover, sau đó chúng ta muốn H2 ở đây, chúng ta hover và sau đó chúng ta muốn làm cái gì? Chúng ta lại phải đi tìm ở đây, nếu mà hover ở đây chúng ta mà đi tìm một chút đúng không, drop down nó ở đây nó đang là cấu hình theo kiểu dạng mẹ con đấy, còn đây đây ở đây nó là hai cái thẻ hoàn toàn khác nhau, hai cái thẻ hoàn toàn khác nhau. Đây nếu mà chúng ta dùng H2 đâu đó chúng ta sẽ phải sử dụng cái thẻ JavaScript nếu như không cùng cấu trúc, như vậy không cấu trúc thì tạm thời những cái phần đấy chúng ta đề cập sang phần JavaScript đi. JavaScript chúng ta bắt cái thuộc tính hover của H2 này, sau đó chúng ta sẽ đổi drop down content menu, chúng ta truy cập trực tiếp vào luôn. Còn ở đây nó đang sử dụng theo cái kiểu chúng ta tìm các cái thẻ con, được chưa? Các cái thẻ con ở đây drop down, drop down đó là hover, là tìm tất cả những cái, ở đây chúng ta dịch là tìm tất cả những cái class, tìm tất cả những cái gì ạ? Khi mà có một cái dấu cách ở đây có nghĩa là tìm tất cả những cái class, cái thẻ này, tìm tất cả những cái thẻ mà có cái class drop down content, đó như là nằm trong cái phần này. Sau đó thì sẽ hiển thị nó lên, nó lên. Rồi, ở đây chúng ta sẽ xem cái phần giải thích. Giải thích ở đây nó cũng chẳng có cái gì mới cả, toàn bộ cái nội dung thì cũng đã như vậy rồi, nó chỉ có một cái bắt đầu từ class drop down đi. Từ cái drop down class nó sử dụng position bằng relative, đúng không ạ? Đây nó là điều cần thiết, bởi vì chúng ta muốn cái nội dung bên mà nó hiển thị lên ấy thì nó sẽ được đặt ngay bên dưới cái nút đó, đúng không ạ? Ngay bên dưới cái nút đó, đúng là chúng ta sử dụng position bằng absolute đó. Cái drop down content này thì nó cái drop down content này thì nó chứa những cái thông tin mà nó muốn hiển thị lên. Bình thường thì nó sẽ là bị hidden, tức là bị ẩn, và nó chỉ có thể hiển thị khi mà chúng ta hover, đúng như hover cái ảnh thôi. Chú ý rằng cái min width đó là set to 160 pixel, tức là cái độ rộng tối thiểu nó được set 160 pixel. Bạn có thể tự do thay đổi cái độ rộng này, nếu như bạn muốn cái độ rộng của cái drop down nội dung đó nó bằng với độ rộng của cái nút drop down button thì nó set, thì chúng ta đặt cái độ rộng là 100%. Cái overflow bằng auto này sẽ cho phép hiển thị cái thanh cuộn đối với là những cái màn hình nó nhỏ, thay vì sử dụng cái biên lề biên đường biên border, chúng ta sử dụng box shadow, cái thuộc tính box shadow để
làm cho cái menu nó giống như là một cái cạc, một cái thẻ. Cái hover selector được sử dụng để hiển thị cái drop down menu khi mà người sử dụng di chuyển chuột lên trên cái menu. Nhờ đây là drop down menu này. Đó. Thì ở đây chúng ta có thể tạo ra một cái menu khi mà chúng ta di chuyển chuột qua đây. Đầu tiên chúng ta bắt cái câu lệnh gì ạ? Bắt cái thuộc tính hover của cái drop down menu thôi. Chắc chắn drop down menu nó sẽ có một cái hover ở bên dưới, chính là cái này. Và chúng ta tìm tất cả những cái lớp, những cái thẻ có cái lớp tên là drop down content này và chúng ta hiển thị nó lên. Còn mặc định thì chúng ta để cái gì ạ? Để hiển thị display nó bằng none. Ngoài ra ở đây chúng ta sẽ có thêm một số cái chúng ta cấu hình thôi. Ví dụ như drop down BTN, BTN nó thường viết tắt của button chính là cái này. Như drop down chúng ta để màu nền nó là cái màu này, chúng ta để chữ nó là màu trắng, padding nó là 16, font size cỡ 16. Border chúng ta để là 0, cursor chúng ta để là pointer. Cursor pointer là gì? Chúng ta di chuyển chuột lên thì sẽ thấy cái hình tay đây, tay nó chính là pointer, chúng ta để cursor pointer. Còn cái này div container nó được sử dụng để position xác định vị trí của drop down content. Các bạn nhớ là có rất nhiều cái cách chúng ta có thể drop cái nội dung bên dưới này nhá. Ở đây nó đang sticky, nó đang sát với lại cái nút bên trên. Chúng ta có thể đưa di chuyển cả cái cục này ra một cái vị trí nào đó trên màn hình được. Thì chúng ta chỉ có việc sử dụng cái gì thay đổi các cái position đó. Ở đây là relative thì nó biết là relative so với cái gì. Có thể là so với lại cái thẻ của nó, cái thẻ tra của nó đấy. Position relative là muốn hiển thị so với cái gì? So với thẻ tra của nó thì cái drop down này nó sẽ đặt đâu? Drop down đây, position. Rồi đấy là về việc sử dụng về việc chúng ta sử dụng cái drop down reply này. Ở đây chúng ta muốn sổ cái nội dung bên phải hay là sang bên trái thì hai cái này nó quan trọng ở chỗ nào. Ví dụ như cái nút của chúng ta thì chẳng hạn chúng ta phải sổ sang bên phải, nếu mà chúng ta sổ sang bên trái thì đâu đó nó sẽ bị lệch ra khỏi cái màn hình này của chúng ta, thì giờ chúng ta không thấy được. Ở bên này chúng ta ngược lại, nếu mà chúng ta cứ để sổ sang bên tay phải thì ở đây nó sẽ bị sổ sang bên tay phải. Đôi khi cái nút của chúng ta đang ở đây chẳng hạn, đến bịp cuối đường biên chẳng hạn mà chúng ta sổ sang bên tay phải, dẫn đến chúng ta sẽ không nhìn thấy cái menu ở đâu. Chúng ta phải để sổ nó sang tay trái. Thì đổ sổ nó sang phải hay sổ nó sang trái chúng ta cùng xem. Đối với lại chúng ta có cái thẻ link ở đây chúng ta có một cái left chẳng hạn như ở đây drop down btn bằng left. Ta nút bên này, chúng ta để sổ cái này sang phải. Right chúng ta để sổ sang bên này. Thì cách chúng ta làm thế nào? Cách chúng ta làm như thế nào thì ở đây có rất nhiều đoạn code chúng ta sẽ khó, thì các bạn chỉ việc cái gì ạ? Căn cái này thôi. Cái right các bạn để nó bằng bằng không. Nếu đây ở đây này. Ở đây chúng ta có cái gì đây? Nếu như bạn muốn cái drop down menu tức là phần bên dưới này nó go from right to left, tức là từ trái sang phải thay vì từ phải sang trái, thì chúng ta thêm cái right bằng không, tức là cái phần bên phải cái right này, chúng ta để cho cái menu right nó bằng không. Chúng ta xem một phần này. Drop down chúng ta để float bằng left đúng không ạ? Ở đây chúng ta để là drop down content chúng ta để left bằng bằng không. Còn phía bên dưới bên right này chúng ta để nó là right bằng bằng không. Đây bên này chúng ta để bằng không đây. Thế này chúng ta cấu hình left bằng bằng không. Ở đây cái div drop content này left bằng không, tức là cắt lìa bên trái toàn bộ cái div này này. Toàn bộ những cái nội dung bên trong thẻ div cắt lìa bên trái bằng không. Còn bên bên này ngược lại thôi. Toàn bộ những nội dung bên trong drop down content cắt lìa bên phải bằng không thì nó sẽ tự động nó đẩy nội dung sang bên trái. Còn mấy bên menu trái nó sẽ tự động đẩy toàn bộ nội dung sang bên phải. Làm sao để cái lề cách cái lề nó sẽ bằng bằng không. Ở đây chúng ta có thêm một cái ví dụ nữa, là
làm thế nào để thêm một cái ảnh vào một cái content bên trong một cái Dropbox để chúng ta hover có cái ảnh đi. Thì hover cái ảnh với hover cái nội dung kia giống hệt nhau thôi. Bên trên chúng ta thay đổi cái gì ạ? Chúng ta cho là phần chữ thì bên dưới chúng ta chèn nó vào một cái ảnh. Các bạn nhìn vào đây. Cách tư duy nó giống hệt nhau. Bây giờ chúng ta hover cái ảnh thì bên trên bình thường ấy nó sẽ là cái gì ạ? Display, drop ra content display là none. Khi chúng ta hover nó lên, chúng ta bật bật nó lại rồi, bật cái chức năng hiển thị lên thôi, không có gì cả, đúng không ạ? Cách tiếp cận vẫn y chang như vậy, nó chỉ có mỗi một cái, đó là thay vì là chúng ta chỗ này nó là cái menu, phần trước nó là cái menu, bây giờ nó là cái ảnh vậy thôi. Được chưa? Chúng ta có thể thay cái ảnh bằng cái menu hoặc là cái menu bằng cái ảnh tùy. Thì cách thức làm hover thì nó chủ yếu nó nằm ở hai cái chìa khóa chính, đó là cái thuộc tính hover này. Chúng ta chuyển từ block display bằng bằng none và chúng ta đổi display bằng block thôi. Cái này các bạn có thể cấu hình CSS cũng được, tuy nhiên CSS nó khá là thủ công, khá là thủ công, các bạn phải cấu hình cho từng cái một thì nó sẽ rất là mất thời gian. Có khi các bạn học sang bên JavaScript thì chúng ta code bằng JavaScript nó sẽ tự động nó thay mấy cái này bằng bằng mã lệnh của chúng ta. Rồi tiếp theo drop navigation bar thì cái này chúng ta ở đây có một cái drop down này, thì cách thức các bạn làm tư duy nó cũng tương tự như vậy. Đối với navigation bar chúng ta có các cái thẻ li đúng không ạ? Bây giờ chúng ta cấu hình cho các cái thẻ li đó thôi. Đúng chưa? Ở đây chúng ta có cái thẻ li, trong cái thẻ li này đó là chúng ta có cái thẻ drop down này chẳng hạn. Drop down này trong này chúng ta chèn thêm một cái nội dung ngay bên cạnh nữa, đúng chưa? Ngay bên cạnh nữa drop down content này, khi mà chúng ta cái thẻ li này đúng chưa? Chúng ta có class này, chúng ta hover qua thôi đó, thì cái div bên dưới này nó sẽ được display block lên và bình thường display của nó đang là none vậy thôi. Đấy là chúng ta có thể áp dụng được do rất nhiều những cái mục khác nhau, rất nhiều mục khác nhau. À rồi, đấy là các cái phần chúng ta thảo luận trong các cái video này, thì chúng ta sẽ còn một số các nội dung nữa chúng ta sẽ cùng thảo luận trong các video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.